Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Một chương trình được phát sóng lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày, một công cụ hữu hiệu giúp cho chúng ta duy trì thái độ tích cực và thói quen của người thành đạt. Quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua phần 1 và phần 2 của khoảnh khắc diệu kỳ. Chúng tôi tin rằng quý vị, các anh chị và các bạn đã có những trải nghiệm thật là thú vị trong chuyến hành trình nội tâm của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3 của khoảnh khắc diệu kỳ. Trong phần 3 của khoảnh khắc diệu kỳ, chúng ta cùng đến với một triết lý: tất cả đều tốt. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 1900-2012 là vị hòa thượng đức độ. Ngài biết trước được ngày mất của mình. Ngài thọ 112 tuổi và khi mất, thân không bị hoại. Ngài nói: tất cả đều tốt, không có cái gì không tốt cả. Thấy gì cũng cho là tốt, thấy gì cũng vui vẻ. Trong tâm mới có thể luôn tràn ngập pháp hỷ, trong tâm mới có thể thanh tịnh, mới không phiền não, mới không giận và hận người. Không có chia ra cái này tốt, cái đó xấu, không có cái này ngon, cái kia không ngon. Tất cả đều tùy duyên, trong lòng sẽ an tâm và vững chãi. Cùng suy ngẫm về điều này: mọi sự xảy đến với ta đều có giá trị, đều tốt. Nói như người Ấn Độ: đều đúng lúc, đúng chỗ và có lý do chính đáng. Như vậy, sự vận hành của vũ trụ đã hoàn hảo gần như tuyệt đối. Một cái tâm mẫn tuệ mới thấy rõ được sự hoàn hảo tuyệt đối này. Một khi đã thấy rõ sự hoàn hảo này thì không còn mong cầu, không còn phản ứng lại, nên mới đúng nghĩa là tùy duyên. Hôm nay chúng ta nên làm gì? Học cách loại trừ cái tâm phân biệt, so bì, chia tách, thấy tất cả là một, một là tất cả. Học cách quan sát sâu sắc để thấy mọi thứ đều tốt, mọi người đều tốt, để từ đó có cách hành xử nhân từ và tốt đẹp với mọi người và muôn loài. Một khi bạn đã thấy rõ được điều này, tin tưởng vào sự tốt đẹp thường hàng này, thì chỉ còn một việc duy nhất, đó là nỗ lực không ngừng để làm những điều tốt đẹp cho mọi người và cho muôn loài. Còn bây giờ thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chúc cho một ngày mới an vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Hôm nay bạn sẽ tích tụ được rất nhiều năng lượng tích cực để có thể hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc nhất. Buổi chiều hãy quay trở về nhà trong tiếng cười và không khí đầm ấm của gia đình. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện, chúng tôi lại gửi tới bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã có mặt trong chương trình Khoảnh khắc diệu kỳ. Và chúng ta lại cùng hẹn gặp lại nhau vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.